hôm nay Hà Nhật và 23 sẽ đưa tới cho các bạn một sản phẩm nồi cơm có thương hiệu của Juicy Lucy với model là NV-ZF18TD. Cái này là chắc là màu nâu. Thì theo bất cứ sản phẩm nào thì đều có một cái cuốn catalog. Ở trong đây thì có những cái hướng dẫn bằng hình ảnh, kể cả về cách sử dụng nồi cơm hay là về những cách những cái món ăn của Nhật rất là chi tiết. Ví dụ như đây, cách sử dụng bằng hình ảnh này, rồi kể cả không biết tiếng Nhật thì chúng ta biết dùng này. Rồi là những cái món ăn ở trong đây cũng đều có. Kể cả không biết nấu thì chúng ta cũng có thể nấu được các món ăn giống tất cả của Nhật Bản, hoặc là cách đông gạo ở đây đều có. Rồi hay là có cả phụ kiện chúng ta đi kèm nó mua nấu cơm. Mình sẽ mở shop. Ui, khá nặng, chắc khoảng tầm 5 cân. Đây, đây chính là chiếc nồi của chúng ta. Nhìn qua thì đây là có màu nâu, khá là sang trọng, phù hợp với cả các thiết kế bếp của chúng ta. Các nút bấm này, nút bấm nét rất là mềm, dễ bấm. Và toàn bộ những cái phần tiếng Nhật này, nhiều người rất thắc mắc là tiếng Nhật thì chị không biết tiếng Nhật, khó sử dụng lắm em ạ. Thì chúng tôi đã có một cái bảng scan bằng tiếng Việt để cho chúng ta sẽ sử dụng hơn. Cái phần này là phần cái phần bên áp suất, đây là chúng ta có thể tháo ra dễ dàng để vệ sinh này. Đấy, rất đơn giản, xoáy lại, đắp ra, thế là xong. Cái nút bấm này, bấm cái là nồi tự mở này. Đấy, đây van trên là van áp suất này. Đây chính là cái viên van áp suất, nồi này là có áp suất. Áp suất không phải là để linh xương hay linh gạo hay là như thế nào, mà áp suất này sẽ dùng cho khi chúng ta nấu chức năng, ví dụ như cơm cùng với lại các loại hạt to nhỏ thì sẽ dễ dàng hơn, chín thấu chín đều hơn và chúng ta không phải căng ke bất cứ cái gì cả. Tiếp đến là cái vãi nồi, bên trong đây nhà sản xuất có tặng chúng ta hai cái cốc, một cốc để đâm nước và một cốc để đâm gạo, và một cái muôi để nồi này. Đấy, thì chúng ta thấy là đây là cái vãi nồi Juicy Lucy. Thực ra người ta sẽ không làm cái công nghệ vãi nồi dày lắm, mà người ta để chắc là không quay à. À, đúng rồi, anh Thành bảo nhiều nhất một nhanh không sao đến cái video. Cái lõi nồi thì chúng ta thấy là Juicy Lucy người ta không làm lõi nồi dày, nhưng cái phần da nhiệt cực kỳ tốt và cơm cho ra cực kỳ ngon. Cái phần lớp chống dính này này toàn bộ đã được kiểm nghiệm và rất là an toàn. Đây. Đấy, và cái phần nấu là công nghệ nấu là cao tần IH, cho nên là cơm, hạt cơm sẽ chín từ trong ra ngoài, giúp của chúng ta không bị bung bét hạt cơm mà nở rất là ngon và giữ lại được cái chất của gạo và không bị xì ra ngoài quá nhiều. Nồi cơm Nhật không có cái đầu nước la, mà tức là cái dinh dưỡng của hạt gạo sẽ được giữ lại trong cơm rất là ngon. Và cái phần nữa là cái thiết kế thông minh của Juicy Lucy là người ta sẽ không làm cái lẫy ở dưới, mà người ta sẽ làm cái lẫy ở bên hông để giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh ở trong lõi nồi hơn. Vậy là mình đã giới thiệu qua cái nồi Juicy này cho các bạn nghe, rất là hữu ích và rất là tiện lợi đúng không ạ? Sản phẩm này đang có sẵn tại cửa hàng Hà Nhật 123, các bạn có thể gọi theo số hotline để đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho bạn, hoặc là đến cửa hàng để xem hàng trực tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.